Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Anh có quan điểm khác nhau về việc đảm bảo an ninh cho Kyiv. Ukraine thừa nhận không thể đánh bại hạm đội Biển Đen của Nga bằng xuồng không người lái. Ba Lan điều máy bay theo dõi đợt tập kích của Nga vào Ukraine. Bài toán khó của hàng triệu người tị nạn Ukraine ở châu Âu. Ngày 13 tháng 1, tờ Pravda châu Âu đưa tin, sau khi ký kết thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Anh, lãnh đạo hai nước dường như có quan điểm khác nhau về việc liệu có thể gọi đây là thỏa thuận về đảm bảo an ninh hay không. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sử dụng từ đảm bảo an ninh khi mô tả thỏa thuận tại cuộc họp báo ở Kyiv. Sau khi ký kết thỏa thuận, chẳng hạn như nói rằng, Ukraine đã nhận được đảm bảo an ninh từ một cường quốc toàn cầu, Vương quốc Anh. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã chọn một thuật ngữ khác khi nói về văn bản đã ký, nhấn mạnh nhiều lần rằng thỏa thuận liên quan đến cam kết an ninh. Ông Sunak đã đột ngột thay đổi cách diễn đạt trong bài phát biểu, nói rằng thỏa thuận đã ký kết mở rộng cam kết an ninh từ Anh cho Ukraine lên mức chưa từng có. Bảo đảm an ninh là một thuật ngữ pháp lý toàn diện hơn và có tầm quan trọng cao hơn cam kết an ninh. Cam kết không đi kèm với một ràng buộc pháp lý. Ngay sau đó, khi tờ Pravda châu Âu đề nghị ông Sunak làm rõ liệu có thể nói về đảm bảo an ninh như Ukraine khẳng định hay không, Thủ tướng Sunak đã nhấn mạnh rằng đây là những cam kết an ninh như một phần trong lời hứa mà Ukraine nhận được từ các nước G7 tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái. Theo Pravda châu Âu, điều quan trọng cần phải nhớ là ngôn từ được sử dụng giữa hai bên có tác động chính trị đáng kể. Cụm từ cam kết an ninh gây rắc rối cho Ukraine vì nó được sử dụng trong tiêu đề của bản ghi nhớ Budapest. Vì lý do này, Ukraine kiên quyết áp dụng cụm từ đảm bảo an ninh, điều mà các đối tác quốc tế chưa chuẩn bị sẵn sàng. Điều đáng chú ý là văn bản của thỏa thuận giữa Ukraine và Anh được công bố hôm 12 tháng 1, không có những điều khoản trên. Thay vào đó, tài liệu đề cập đến hợp tác an ninh và hỗ trợ an ninh. Trong lần Thủ tướng Sunak đến thăm Kyiv hôm 12 tháng 1, ông Sunak và Tổng thống Zelensky đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh Anh-Ukraine. Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập NATO. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, thỏa thuận này bao gồm các nỗ lực chung hỗ trợ Ukraine gia nhập NATO trong tương lai, bao gồm hỗ trợ toàn diện cho Ukraine để bảo vệ và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, cũng như hỗ trợ Ukraine hội nhập vào một số thể chế phương Tây. Thỏa thuận cũng nêu rõ rằng chính phủ Anh sẽ hợp tác với cơ sở công nghiệp quốc phòng DIB trong nước để giúp phát triển DIB của Ukraine. Anh là quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận với Ukraine trên cơ sở tuyên bố chung G7 ủng hộ Ukraine vào tháng 7 năm 2023, và ít nhất 24 quốc gia không thuộc G7 đã tham gia tuyên bố. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Kyiv, ông Sunak tuyên bố Anh sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương 3,1 tỷ đô la Mỹ. Gói viện trợ bao gồm các thiết bị phòng không, vũ khí chống tăng, tên lửa tầm xa và hàng nghìn quả đạn. Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ làm việc với các đối tác khác dựa trên thỏa thuận an ninh với Anh. Ông nói, đây là một ngày đã đi vào lịch sử của đất nước chúng ta. Chúng ta có một thỏa thuận với Vương quốc Anh, một thỏa thuận an ninh mà chúng ta đã và đang thực hiện trong một thời gian dài. Ông Zelensky lý giải, chúng tôi đã đảm bảo Ukraine nhận được hỗ trợ tài chính cho năm nay với 2,5 tỷ bảng Anh. Và nhìn chung, trong thời gian thỏa thuận 10 năm, sẽ có một lượng hỗ trợ đáng kể mỗi năm. Nó bao gồm vũ khí và hỗ trợ cho lĩnh vực quốc phòng, tình báo Ukraine. Nó bao gồm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Ukraine từ lâu đã theo đuổi tham vọng gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Họ thậm chí đưa mục tiêu gia nhập NATO và EU vào hiến pháp. Tuy nhiên, lãnh đạo NATO đến nay vẫn chỉ khẳng định sẽ kết nạp Kyiv trong tương lai, ít nhất cho đến khi xung đột với Nga chấm dứt. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên trang tin Ukrainska Pravda, tư lệnh hải quân Ukraine ông Oleksiy Nepapa thừa nhận, để tấn công hạm đội Biển Đen của Nga, Kyiv sẽ cần nhiều thứ hơn ngoài những chiếc xuồng không người lái USV. Ông nói, chỉ đơn giản thay đổi hạm đội sang sử dụng USV và giành chiến thắng sẽ không hiệu quả. Trong năm 2023, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công thành công bằng xuồng không người lái nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga. Khi đó, các xuồng không người lái mang theo chất nổ đánh chìm hai tàu đổ bộ của Nga vào ngày 10 tháng 11, gây hư hại một tàu tuần tra của Nga gần Sevastopol vào ngày 11 tháng 10, và trước đó gần như làm tê liệt hạm đội Nga hôm 24 tháng 8. Phân tích các hình ảnh vệ tinh Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho rằng, các cuộc tấn công đã buộc Nga phải di dời những bộ phận hải quân của mình từ thành phố cảng Sevastopol ở Crimea đến thành phố cảng Novorossiysk ở miền Tây Nga. Moscow chưa công khai bình luận về thông tin này. Tháng 12 năm 2023, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các cuộc tấn công cũng khiến Nga mất 1/5 hạm đội chỉ sau 4 tháng. Tuy nhiên, ông Nepapa cho rằng công nghệ của Nga đã cải thiện. Ông dự báo, đối phương cũng đang học, họ có một tổ hợp công nghiệp mạnh mẽ và người Nga không bao giờ tiếc tiền mua vũ khí. Vì vậy, những cuộc chiến xuồng không người lái rất khó khăn đang ở phía trước chúng ta. Vì thế, ông cho rằng phương thức tấn công trên biển của Ukraine trong 2 năm qua sẽ không còn hiệu quả trong năm nay. Ngoài ra, ông còn cho rằng kích thước, đạn dựa vào khả năng chống chọi mọi điều kiện thời tiết của các xuồng không người lái cũng kém so với tàu chiến. Ông cho biết,
Bạn chỉ có thể tuyên bố một lãnh thổ là của mình khi binh sĩ của bạn đứng ở đó. Điều này cũng đúng trên biển, khi bạn có một con tàu trong vùng lãnh hải và không ai có thể làm gì được thì đó mới là biển của bạn. Ngày 13 tháng 1, không quân Ba Lan đã điều máy bay tới gần biên giới với Ukraine để theo dõi đợt tập kích của Nga nhằm vào nước láng giềng. Bộ Tư lệnh tác chiến của quân đội Ba Lan thông báo, không quân Ba Lan phát hiện hoạt động gia tăng của lực lượng tác chiến được không tầm xa Nga, có thể liên quan đến ý định tập kích Ukraine. Chúng tôi quyết định điều máy bay của mình và đồng minh để bảo vệ không phận Ba Lan. Cơ quan này sau đó cho biết, do mức độ đe dọa đã giảm bớt, hoạt động của máy bay Ba Lan và đồng minh kết thúc, các tổ hợp phòng không dưới đất chuyển về trạng thái bình thường. Ukraine cho biết Nga phóng 12 tên lửa hành trình KH-101-555, 6 tên lửa diệt hạm siêu thanh KH-22, 6 tên lửa siêu vật âm Kinzhan, 7 tên lửa phòng không S-300, 2 tên lửa diệt radar KH-31P, 4 tên lửa chiến thuật KH-59 cùng 3 máy bay không người lái UAV kiểu Shahed 136-131 nhằm vào nước này. Phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 8 tên lửa, trong khi lực lượng tác chiến nước này khiến 20 mục tiêu các loại không thể tới mục tiêu. Ukraine chưa thống kê thiệt hại và thương vong trong đợt tập kích. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã mở đợt tấn công bằng vũ khí tầm xa chính xác, phóng từ trên biển và trên không, trong đó có tên lửa Kinzhan cùng UAV nhằm vào Ukraine. Mục tiêu trong trận tập kích là hạ tầng của các khu phức hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất đạn pháo 125, 152 và 155mm, sườn chế tạo thuốc nổ và UAV, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Chúng tôi đã đạt được mục đích trong trận tập kích, toàn bộ nhiệm vụ được hoàn thành. Ba Lan ngày càng lo ngại rủi ro từ đạn lạc trong các đợt tập kích của Nga nhằm vào Ukraine. Phòng không Ba Lan thường xuyên được đặt trong tình trạng báo động cao. Quân đội nước này tuyên bố sẵn sàng điều động lực lượng đón đầu và bắn hạ tên lửa Nga trong tình huống cần thiết. Trước đó hôm 2 tháng 1, quân đội Ba Lan cũng đã huy động máy bay chiến đấu bảo vệ không phận khi Nga kích hoạt cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa vào Ukraine. Biên giới của Ba Lan và Ukraine dài hơn 500 km và là nơi xảy ra nhiều diễn biến phức tạp sau khi chiến sự Moscow-Kiev bùng phát. Các sự cố diễn ra ở khu vực biên giới Ba Lan-Ukraine làm dấy lên lo ngại chiến sự có thể lan rộng sang châu Âu. Cuối tháng 12 năm ngoái, phòng không Ba Lan phát hiện một tên lửa Nga bay vào không phận khoảng 40 km trước khi chuyển hướng vào lãnh thổ Ukraine vài phút sau. Trước đó hơn một năm, một tên lửa bay lạc của Ukraine rơi trúng ngôi làng của Ba Lan gần biên giới khiến hai người thiệt mạng. Kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, hơn 6 triệu người Ukraine đã sơ tán khỏi quê hương, gây ra những thách thức lớn về kinh tế và nhân khẩu học cho tương lai của đất nước. Thông tin đáng kinh ngạc này gần như không được chú ý trong những phút cuối cùng của cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 12 năm 2023. Khi được hỏi về việc 6,2 triệu người Ukraine, gần 15% dân số, đã rời khỏi đất nước trong 2 năm qua, Tổng thống Zelensky đưa ra danh sách các ưu đãi để khuyến khích họ quay trở lại như trả tiền mặt, trợ cấp thế chấp, cho vay kinh doanh khởi nghiệp. Thế nhưng, nhà lãnh đạo Ukraine dành phần lớn câu trả lời của mình cho một ý tưởng rất khác, đó là có nhiều quốc tịch. Mục tiêu là cho phép người dân Ukraine sống và làm việc tại nước khác được về thăm, đầu tư và đóng góp cho quốc gia. Đây không phải là khái niệm mới, nhưng nghe nó từ Tổng thống Zelensky là điều hoàn toàn bất ngờ. Nhiều người đặt ra câu hỏi, điều này có phải là ông đã thừa nhận nhiều người tị nạn Ukraine có thể không bao giờ quay trở lại? Trong trường hợp những người tị nạn Ukraine không quay trở lại, các dự báo về nhân khẩu học cho thấy dân số của đất nước này vốn đã giảm trước xung đột, có thể tiếp tục suy giảm 25% trong những thập niên tới. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, những người rời Ukraine được giáo dục tốt hơn so với dân số nói chung, với 2/3 đã hoàn thành chương trình giáo dục đại học. Vì vậy, việc thiếu hụt dân số này sẽ là đòn giáng mạnh vào kinh tế đối với một đất nước đang nỗ lực tái thiết. Tổng thống Zelensky hy vọng các quốc gia châu Âu sẽ khuyến khích người Ukraine quay trở lại, bao gồm cả việc giảm bớt phúc lợi cho người tị nạn, ngoại trừ những người trong hoàn cảnh mà ông gọi là thảm khốc. Cộng hòa Séc, Ireland và Thụy Sĩ hiện đang xem xét trợ cấp du lịch để giúp người Ukraine trở về nước khi giao tranh chấm dứt. Tuy nhiên, không quốc gia nào nói về việc buộc họ phải quay trở lại. Trong cuộc khảo sát tại Đức hồi mùa thu năm 2023, nhiều người Ukraine khi được hỏi về kế hoạch của họ đã tỏ rõ sự mâu thuẫn trong việc trở về nước. Theo đài Euronews, hơn 1 triệu người Ukraine đã đến tị nạn ở Đức kể từ khi xung đột nổ ra. Tất cả các quốc gia Liên minh châu Âu EU đã nhất trí cung cấp cho người tị nạn những điều kiện sống cơ bản, bao gồm nhà ở, chăm sóc sức khỏe và quyền làm việc. Nhưng Đức đưa ra gói viện trợ đặc biệt hào phóng. Ngoài các khoản trợ cấp ngắn hạn về nhà ở và thực phẩm, những người mới đến còn được tham gia học tập nhằm giúp họ hòa nhập ở Đức. Ông Wolfgang Hummel là người đứng đầu bộ phận pháp lý tại văn phòng các vấn đề người tị nạn của Berlin cho biết, chúng tôi hy vọng ít nhất 50% người Ukraine sẽ ở lại Đức ngay cả sau xung đột. Con số này tăng lên mỗi ngày khi họ dần quen với cuộc sống ở đây và xung đột tàn phá Ukraine ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô Alona Kazak, 39 tuổi, rời Mariupol ngay trước khi làn sóng pháo kích bắt đầu ở đây. Cô và con gái lên chuyến tàu đến Kiev và mong chồng sẽ đi cùng nhưng không được. Cô đã một mình trải qua tuần đầu tiên của cuộc chiến trong một căn hầm trú ẩn.
Sau đó, một đồng nghiệp cũ đã giới thiệu cô với một tình nguyện viên phi lợi nhuận, người đã đề nghị giúp cô rời khỏi đất nước. Nhân viên cứu trợ nói với cô rằng, Phần Lan và Đức là hai quốc gia mang lại những lợi ích xã hội tốt nhất ở châu Âu, nhưng khí hậu ở Đức lại tốt hơn. Vậy là Kazakh lên một chuyến tàu khác. Và đến tháng 4, cô sống trong nhà của người đàn ông đơn thân ở Potsdam. Đó là một trong hàng nghìn người Đức nhận người Ukraine về nhà của họ. Những tháng đầu tiên thật khó khăn, Kazakh được biết chồng cô đã mất tích. Vì không thể tìm được cho mình một căn hộ, nên cô và con gái đã chuyển đến một nhà trọ. Nhưng con gái cô cũng không được đến trường mẫu giáo vì không còn chỗ. Và nếu không có người chăm sóc trẻ, cô không thể tham gia các khóa học, các lớp định hướng, trường ngôn ngữ, đào tạo nghề vốn được cung cấp miễn phí cho tất cả người dân Ukraine. Đến năm ngoái, mọi thứ có vẻ tốt hơn, Kazakh đã mở một studio nhỏ và đang tham gia các lớp học ngôn ngữ toàn thời gian khi con gái đi nhà trẻ. Cô vẫn đang sống dựa vào sự hỗ trợ của tiểu bang, gồm 650 đô la Mỹ tiền thuê nhà mỗi tháng và 850 đô la Mỹ tiền mặt hỗ trợ. Cô cho biết, mặc dù bản thân rất háo hức được làm việc vì cô có bằng đại học hóa học và có kinh nghiệm làm giám đốc bán hàng, nhưng vẫn chưa bắt đầu tìm việc làm. Cô nói, chính phủ nói rằng tốt hơn hết là nên học ngôn ngữ trước, điều đó sẽ giúp tôi có được công việc tốt hơn sau này. Khoảng 50% người tị nạn Ukraine có việc làm. Trên khắp châu Âu, khoảng một nửa số người tị nạn Ukraine đã tìm được việc làm. Con số này ở Đức thấp hơn, chỉ có 25% nam giới đang làm việc và thậm chí phụ nữ còn ít hơn. Trong số những người Ukraine ở Đức, đàn ông dường như sẵn sàng nhận những công việc mà họ không đủ trình độ hơn phụ nữ. Một chuyên gia tư vấn tài chính ở Bucha đang làm những công việc lặt vặt. Một thợ điện ở Zaporizhia đang làm việc bàn giấy, sổ sách. Nhưng họ dường như cũng tập trung vào cuộc sống lâu dài hơn, hoàn thành khóa học ngôn ngữ của bang và đăng ký đào tạo nghề. Giờ đây, các nhà hoạch định chính sách trên khắp EU ngày càng nói nhiều về mục đích kép, giúp người tị nạn hòa nhập ở đất nước mới, đồng thời duy trì nền văn hóa của họ và cả mối quan hệ với quê nhà. Nhân viên xã hội Kristina Vandowska, người đã sống ở Đức khi xung đột bùng nổ, đã giúp hàng trăm người mới đến định cư ở Brandenburg, cách Berlin không xa. Vandowska cho biết, tôi nói với họ đây là cơ hội để cho con cái họ thấy châu Âu và học hỏi những thói quen của người châu Âu, sau đó mang những thói quen đó trở về và xây dựng một Ukraine tốt đẹp hơn. Cháu trai của Vandowska là Arseny Sacho, người đến Brandenburg vào giữa năm 2022, mơ ước có hai hộ chiếu và một biên giới rộng mở. Anh cho biết, tôi muốn đi tới đi lui, tôi làm việc ở châu Âu, nhưng với tất cả các quyền và trách nhiệm của công dân Ukraine. Các chuyên gia cho rằng, cuối cùng cả châu Âu và Ukraine sẽ phải tìm ra giải pháp. Các nhà hoạch định chính sách châu Âu có thể giúp đỡ bằng cách trợ cấp tiền cho họ về nước và cung cấp khoản tiền nhỏ cho những người hồi hương. Ukraine nên đưa ra loạt ưu đãi, từ học bổng đến các khoản vay không lãi suất. Mới đây, tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom thông báo đã lập kỷ lục lịch sử mới về cung cấp khí đốt trong ngày qua. Hệ thống cung cấp khí đốt thống nhất của Nga phá vỡ kỷ lục gần 10 năm trước. Thông cáo của Gazprom cho biết, ngày 12 tháng 1, 1.788,3 triệu mét vuông khí đốt đã được cung cấp cho người tiêu dùng Nga. Đây là kỷ lục lịch sử tuyệt đối mới về nguồn cung hàng ngày thông qua hệ thống cung cấp khí đốt thống nhất của Nga. Mức tối đa tuyệt đối trước đó đã được ghi nhận gần 10 năm trước, ngày 30 tháng 1 năm 2014, khi 1.786,8 triệu mét vuông khí đốt đã được cung cấp. Theo Gazprom, mức tiêu thụ khí đốt tăng lên là do thời tiết băng giá phổ biến ở Nga. Nhiệt độ không khí trung bình tại khu vực được hệ thống cung cấp khí thống nhất bao phủ đã giảm xuống mức âm 14 độ C ngày 12 tháng 1, công ty nhấn mạnh. Việc cung cấp thông qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Gazprom được thực hiện một cách tin cậy, bao gồm cả nhờ các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất. Trước đó, trên kênh Telegram của mình, thị trưởng thành phố Lipetsk, bà Evgenia Uvarkina cho biết, một sự cố mới trên mạng lưới sưởi ấm ở thành phố này đã khiến 40 tòa nhà chung cư không có nước nóng và sưởi ấm. Bà Uvarkina viết, một vụ nổ mới đã xảy ra trong mạng lưới sưởi ấm của công ty Kvara. Theo thông tin sơ bộ, 40 tòa nhà chung cư đã bị ảnh hưởng. Trước đó, bà Uvarkina cho biết, do sự cố trong mạng lưới sưởi, khoảng 27 tòa nhà chung cư đã không được sưởi ấm. Chính quyền tỉnh Moscow đã thông báo về tiến độ giải quyết vấn đề sưởi ấm trong khu vực. Trong những ngày đầu năm 2024, nhiệt độ lạnh bất thường đã gây ra tình trạng băng giá ở nhiều khu vực Nga, bao gồm cả Moscow và Saint Petersburg. Thời tiết lạnh kỷ lục cũng làm gián đoạn việc di chuyển bằng đường hàng không và đường sắt, đồng thời gây khó khăn ở một số vùng nông thôn ở Nga. Một mùa đông khủng khiếp đã bất ngờ bao trùm lấy nước Mỹ. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn từ ngày 12 tháng 1 bởi một làn sóng bão Bắc Cực. Theo AP, khi kỳ nghỉ cuối tuần bắt đầu, các bản tin dự báo thời tiết đã hiện ra một loạt lời khuyên được mã hóa bằng màu sắc điên rồ, ám chỉ những cảnh báo thời tiết nguy hiểm khi một làn sóng bão Bắc Cực đột ngột nhấn chìm nhiều bang của Mỹ.
Theo đài CNN và tờ New York Times, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS cho biết gần 30 triệu người, hầu hết ở vùng Trung Tây và xung quanh Ngũ Đại Hồ, đã nhận cảnh báo mùa đông từ sáng sớm ngày 12 tháng 1 theo giờ Mỹ. NWS cũng dự báo luồng khí lạnh Bắc Cực có thể khiến nhiệt độ tại khu vực giảm xuống dưới âm 30 độ C. Còn theo kênh truyền hình NBC News, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận hôm 12 tháng 1 là khoảng âm 41 độ C tại khu vực cách Rainesford, bang Montana, 6,4 km về phía Tây Tây Bắc. Nhiều nơi ở bang Montana đang chiến đấu với nhiệt độ khủng khiếp là âm 34 độ C. Miền Bắc Kansas được dự báo sẽ đạt nhiệt độ thấp tương tự, trong khi Nam Bắc Dakota sẽ có thể xuống dưới âm 46 độ C. Tại thành phố Portland của bang Oregon, các giám định viên đang điều tra một trường hợp tử vong do hạ thân nhiệt khi mưa lạnh và tuyết rơi dày đặc. Portland vốn quen với những mùa đông ôn hòa hơn, hàng trăm người ở đây đã phải tìm chỗ trú qua đêm tại các trung tâm sưởi ấm. Một loạt sự ra đi liên quan đến thời tiết khác cũng được báo cáo ở các bang California, Idaho, Illinois, Wisconsin. Thống đốc bang Nebraska Jim Pillen đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì điều kiện thời tiết rất nguy hiểm. Trong những ngày qua, tuyết rơi dày tới 0,6 mét ở một số khu vực và gió lạnh dưới 0 độ. Khoảng 1.700 dặm đường cao tốc ở Nebraska đã bị đóng cửa và cảnh sát phải hỗ trợ hơn 400 người lái xe bị mắc kẹt. Bão Bắc Cực cũng là nguyên nhân sâu xa của 86 vụ va chạm và 535 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ từ các tài xế ở bang Iowa kể từ ngày 12 tháng 1. Theo hãng tin Reuters, tại bang Iowa, ứng viên Tổng thống Donald Trump đã phải hủy bỏ các sự kiện tranh cử trực tiếp. Trong một đoạn phim đăng tải trên mạng xã hội X, ông Trump cho biết, "Tôi sẽ đến đó theo cách này hay cách khác. Các bạn đang trải qua thời tiết mà tôi cho là tồi tệ nhất trong lịch sử từng được ghi nhận." Tại thành phố St. Louis của bang Missouri, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo về đợt lạnh hiếm gặp và đe dọa tính mạng. Ngoài bão tuyết, nhiều khu vực khác ở Đông Bắc Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt. Sáng ngày 12 tháng 1, Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp đã sơ tán một số người dân khỏi nơi cư trú ở Paterson, bang New Jersey vào khi nước sông Passaic bắt đầu tràn bờ. Các cơn bão cũ và mới dồn dập làm gia tăng những lo ngại về lũ lụt ở các bang Maine và New Hampshire. Ngoài ra, ở phía nam bang Mississippi, khoảng 3 triệu người đang đối diện nguy cơ lốc xoáy và dông gió mạnh, khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS cảnh báo rằng sức gió lên tới 96 km/h có thể làm hư hại mái nhà, giật đổ cây cối và đường dây điện. Marlene Engelhorn, 31 tuổi, là người phụ nữ Áo xuất thân từ một gia tộc kinh doanh châu Âu, đang nhận một phần tài sản thừa kế và cho phép 50 người lạ quyết định xem cô sẽ làm gì với hơn 27 triệu đô la. Đây là cách cô chống lại sự bất bình đẳng giàu nghèo. Cô Marlene Engelhorn tin rằng chính phủ Áo nên đánh thuế tài sản và tài sản thừa kế để giảm chênh lệch giàu nghèo. Cô đồng thời cũng tự mình hành động. Cô đã gửi lời mời tới 10.000 người được chọn ngẫu nhiên ở Áo, yêu cầu họ hoàn thành một cuộc khảo sát. Trong số những người hoàn thành, cô chọn ra 50 người thuộc các hoàn cảnh khác nhau mà cô ấy cảm thấy đại diện cho người dân Áo. Họ sẽ trở thành hội đồng tư vấn nhằm bày cách cho cô tiêu 27 triệu đô la Mỹ được thừa kế. Cô cho biết sự giàu có của cô đã được tích lũy trước cả khi cô được sinh ra. Theo BBC News, cô được thừa kế khoản tiền lớn này từ bà của cô là tỷ phú Charles Engelhorn Vecchiato vào năm 2022. Cô quyết định dùng tới 90% số tiền này để làm từ thiện và đóng góp cho xã hội, đồng thời ủng hộ đánh thuế người giàu và tài sản thừa kế, song Áo chưa áp dụng chính sách này. Gia đình của Engelhorn là hậu duệ của Friedrich Engelhorn, người sáng lập hãng dược BASF của Đức. Forbes từng ước tính gia tài của bà Charles Engelhorn Vecchiato lên đến 4,2 tỷ đô la Mỹ. Engelhorn lý giải động lực mở dự án làm từ thiện. Khối tài sản này được tích góp bởi nỗ lực của người khác. Gia đình tôi chỉ kế thừa quyền sở hữu một doanh nghiệp nhờ giành lấy mọi thành quả công sức lao động của mọi người. Theo tổ chức Eurostat thuộc Ủy ban châu Âu EC, rủi ro rơi vào cảnh đói nghèo đối với công dân Áo đang ở mức 14,80%, gần bằng mức thấp kỷ lục 15,20% giữa khủng hoảng tài chính và nợ công năm 2008. Khoảng 50% tài sản tại Áo được kiểm soát bởi nhóm 1% dân số giàu có nhất nước. Phần lớn những người trong nhóm này sở hữu tài sản nhờ quyền thừa kế. Engelhorn cho rằng nhiều người thừa kế trong tầng lớp giàu không chịu đóng góp xã hội và hưởng lợi quá lớn từ hệ thống thuế hiện hành. Trong khi đó, tình trạng người nghèo và thiếu việc làm đang tăng trở lại tại Áo. Cô không muốn tự mình làm từ thiện và cần một hội đồng cố vấn vì số tiền cô thừa kế cũng là quyền lực vốn không thuộc về mình. Engelhorn cho biết thừa kế đã trở thành bất công ở xã hội. Một người được thừa kế tài sản là nhờ họ được sinh ra đúng làm chủ, cả khi họ không cần vị trí đó. Thừa kế đồng nghĩa một người sẽ luôn đứng trước cánh cửa cơ hội được mở toang, những cánh cửa mà một số người cả đời không với tới.